Thiếu tướng Lê Tấn Tới sau khi chiếu phim Người Phán Xử, tội phạm xã hội đen xảy ra nhiều. Đường Nhuệ tiếp tục hầu tòa ngày 17 tháng 9. Thực hư vụ người dân không có chỗ trọ phải ra ống cống ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh mất chức vì tiêm vaccine sai quy định. Hàng chục người di cư bị bắt cóc ở Mexico. Nổ bom ở Somalia, 9 người thiệt mạng. Taliban bị tố giết hại 20 dân thường ở Panjshir. Xin chào quý vị khán giả đang đến với tin tức 24 giờ. Ngay sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến việc cho ý kiến về dự án luật điện ảnh sửa đổi của nước ta, mới đây đại diện Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong quá trình xây dựng dự án luật đã ghi nhận một số vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau, cần xin ý kiến của Quốc hội. Một trong các vấn đề là quy định về phổ biến phim trên không gian mạng. Liên quan vấn đề này thì chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, Thiếu tướng Lê Tấn Tới đề nghị cần có quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng, nhất là những phim có vấn đề liên quan tới quốc phòng, an ninh, hải đảo, trẻ em, tôn giáo, dân tộc. Theo đó, thì ông Tới cho biết, sau khi VTV1 chiếu phim Người Phán Xử, thì tình hình các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen xảy ra rất nhiều. Đất nước chúng ta quản lý xã hội bằng pháp luật, nhưng trong phim thì pháp luật không giải quyết được, mà đưa cho ông Trùm làm người phán xử, kể cả phán xử cả lực lượng công an. Phán xử tất cả mà phim đó chiếu trên khung giờ vàng thì ai chịu trách nhiệm về vấn đề này? Phía Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng thông tin những khó khăn trong việc kiểm soát các nội dung phim trên không gian mạng theo dạng tiền kiểm. Do đó, xu hướng là nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm. Trong thời gian tới, Ban soạn thảo sẽ chỉnh lý theo hướng gắn tiền kiểm và hậu kiểm để bảo đảm an ninh chính trị. Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ 50 tuổi, và Bùi Mạnh Tiến, tức Tiến Trắng 26 tuổi, với cáo buộc về tội xâm phạm chỗ ở của công dân. Theo cáo trạng, vào tháng 1 năm 2017, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẩm, chủ công ty Lâm Quyết 59 tuổi, và bà Phạm Thị Quyết 54 tuổi, trú tại thành phố Thái Bình, vay của Đường Nhuệ số tiền là 1,7 tỷ đồng. Chiều ngày 3 tháng 10, 2017, Đường cùng con nuôi là Tiến tới trụ sở công ty này tại xã Phú Chính, thành phố Thái Bình để đòi tiền. Tại đây, Đường yêu cầu những người có mặt không được lấy tài sản của công ty ra ngoài, mà phải chờ ông Lẩm và bà Quyết về để giải quyết vấn đề. Sau đó, Đường chỉ đạo Tiến ở lại chiếm đóng trụ sở công ty, đến ngày 19 tháng 10 thì đi về. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình căn cứ xác định Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến đã phạm tội xâm phạm chỗ ở của công dân và truy tố hai bị can với mức án tối đa là 1 năm tù. Trước đó, Đường Nhuệ đã liên quan tới hai vụ án là cố ý gây thương tích và một vụ án cưỡng đoạt tài sản đang trong quá trình truy tố, xảy ra cũng tại Thái Bình. Tổng mức án Đường đang phải nhận là 6 năm tù, còn Tiến thì bị tòa án tuyên 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích và đang bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản trong vụ án vợ chồng Đường Nhuệ ăn chặn tiền hỏa táng tại Thái Bình. Đang lưu thông trên tuyến đường ven biển thì hai chiếc xe máy bất ngờ va chạm khiến hai người chết, một người bị thương nặng. Theo thông tin từ đội cảnh sát giao thông huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khuya hôm qua ngày 14 tháng 9 trên tuyến đường ven biển đoạn gần trường trung học cơ sở Hoa Liên thuộc địa phận xã Xuân Liên. Cú va chạm mạnh khiến hai người tử vong tại chỗ. Một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân. Tại hiện trường thì cả hai xe máy biến dạng, hư hỏng nặng. Nhận được thông tin thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cục Quản lý Thị trường Nam Định đã phối hợp với lực lượng công an Nam Định đột kích kiểm tra, phát hiện kho hàng đồ chơi nằm sâu trong ngõ ngách thuộc huyện Vụ Bản. Theo Cục Quản lý Thị trường Nam Định, đây là kho hàng đồ chơi lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh với diện tích kho khoảng 300m². Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận khoảng hàng chục nghìn sản phẩm với đủ các mặt hàng từ súng ống, đồ chơi điều khiển, các loại búp bê dành cho trẻ em và phục vụ nhu cầu tăng cao vào dịp Tết Trung thu. Làm việc với đoàn kiểm tra, quản lý kho hàng là bà Trần Thị Huyền chưa xuất trình được các giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm. Trên sản phẩm đều được thể hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có tem chứng nhận hợp quy trên từng sản phẩm. Lực lượng công an Nam Định đã niêm phong toàn bộ sản phẩm có dấu hiệu vi phạm để thực hiện quá trình kiểm đếm, phân loại sản phẩm để xử lý theo đúng quy định.
hàng chục ký pháo nổ các loại đựng trong các thùng cạc tông được vận chuyển trên xe tải lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc thì bị lực lượng quản lý thị trường Nghệ An phát hiện, kiểm tra và thu giữ. Theo đó, thì đội quản lý thị trường số 11 Cục Quản lý Thị trường Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 43C23276 do ông Trần Hoàng Quân, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tỉnh Quảng Bình điều khiển. Qua kiểm tra thì phát hiện trên xe đang vận chuyển 71 ký pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra thì lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số pháo nổ trên. Đội quản lý thị trường số 11 đã tiến hành lập biên bản chuyển giao toàn bộ số pháo, phương tiện và lái xe cho công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Một người phụ nữ đến cơ quan công an trình báo về việc bị trộm mất một số lượng vàng trong nhà. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã mau chóng xác định kẻ trộm lại chính là bạn thân của người trình báo. Sự việc vừa mới xảy ra tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự bà Lưu Thị Anh, 58 tuổi để điều tra. Tại cơ quan công an thì bà Anh thừa nhận hành vi trộm vàng của mình. Điều đáng nói, bà Anh và người phụ nữ trình báo là bạn thân quen biết từ lâu. Đặc biệt khi dịch Covid-19 đang hoành hành, người phụ nữ còn mời bà Anh về nhà của mình cưu mang chăm sóc. Do thấy gia cảnh khó khăn, bà Anh khai nhận sau khi trộm đã đem bán 2 chỉ vàng, được gần 10 triệu đồng. Công an quận đã thu hồi và tạm giữ 2 chỉ vàng cùng với khoản tiền mặt là 590.000 đồng để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị, trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay thì hàng loạt tin tức thật giả lẫn lộn đang lan truyền trên mạng xã hội, đòi hỏi người dùng phải tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin. Mới đây, dân mạng đã có một phen xôn xao khi lan truyền thông tin như sau. Bà con không còn nơi trọ phải chọn ống cống làm nơi trú thân, kèm hình ảnh một người đàn ông và một số phụ nữ sống trong ống cống ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Qua xác minh, thì công an xã Vĩnh Lộc A cho biết hai người này đều có người thân nơi ở. Theo thông tin ban đầu, thì người đàn ông quê ở Thừa Thiên Huế, người phụ nữ thì ngụ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 8 này, thì cả hai thuê phòng trọ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để sống chung. Tuy nhiên là trong thời gian đó, thì cả hai thường xuyên cãi nhau, làm ảnh hưởng nhiều người xung quanh. Đến ngày 12 tháng 9, thì hai người đi thuê phòng trọ khác, nhưng chưa có, nên phải dọn ra ống cống gần đó ở tạm. Sau sự việc thì người phụ nữ về sinh sống tại nhà của anh ruột ở xã Vĩnh Lộc A, còn người đàn ông thì về sinh sống tại nhà mẹ tại huyện Bình Chánh. Tòa án Nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Minh Nhật Trung, sinh năm 1988 về hai tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích tại chốt kiểm soát phòng chống dịch. Theo cáo trạng, vào ngày 16 tháng 8, 2021, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, chị Trần Thị Trúc Mai, ngụ khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, có xin qua chốt. Xét thấy chị Mai đi ra đường trong trường hợp không thực sự cần thiết, nên lực lượng làm nhiệm vụ giải thích khu vực đang phong tỏa và không giải quyết cho đi ra ngoài. Sau đó Mai về kể lại với chồng là Phạm Minh Nhật Trung, sinh năm 1988 biết sự việc. Cùng ngày thì Trung mang theo một con dao, một cây sắt và búa đi về phía chốt kiểm soát, có lời lẽ xúc phạm và đồng thời tấn công lực lượng trực chốt gây thương tích. Xét đối tượng Trung từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, tội cướp giật tài sản và 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hình phạt là 4 năm 6 tháng tù. Tương tự tại Cần Thơ, công an quận Ninh Kiều đang tạm giữ Trương Ngọc Long, sinh năm 1980, ngụ khu vực 10, phường Tân An vì có hành vi dùng dao tấn công gây thương tích đối với lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn. Tại thời điểm xảy ra vụ việc thì Long điều khiển xe máy lưu thông ra ngoài, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt không giải quyết cho qua vì ra đường không đúng với quy định phòng chống dịch. Lúc này thì Long chửi bới và dùng dao đâm vào lưng anh Nguyễn Văn Thuận, bảo vệ dân phố, đang làm nhiệm vụ tại chốt. Sau khi gây thương tích cho anh Thuận thì Long tiếp tục cầm dao đuổi theo tấn công một cán bộ khác, nhưng không trúng. Long bị khống chế bắt giữ ngay sau đó. Anh Thuận được đưa đi cấp cứu kịp thời nên tính mạng được bảo đảm. Sở Y tế tỉnh Trà Vinh mới đây đã đưa ra quyết định cách chức Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh đối với ông Lê Hoàng Dũng. Quyết định cách chức được đưa ra sau khi cựu Giám đốc Trung tâm Y tế này tổ chức tiêm cho những đối tượng không đúng tinh thần chỉ đạo. Trước đó, thì Thành ủy thành phố Trà Vinh đã kỷ luật về mặt đảng, cách chức Bí thư Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh đối với cựu Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh. Cũng liên quan đến việc tiêm vaccine không đúng đối tượng, mới đây, ông Nguyễn Kim Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cũng vừa bị đình chỉ công tác 15 ngày để địa phương làm rõ một số người dưới 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19, dù Bộ Y tế chưa hướng dẫn cho phép tiêm.
Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa có thông báo đến người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để lừa đảo tiền từ thiện qua mạng xã hội. Các đối tượng tạo dựng những nội dung không có thật về một số hoàn cảnh đang gặp khó khăn cần được giúp đỡ, hoặc giả mạo các trang mạng xã hội chuyên làm từ thiện được nhà nước cho phép, rồi đăng tải các bài viết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận số tiền các nhà hảo tâm chuyển đến, thì các đối tượng không bàn giao tiền từ thiện cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân, hoặc chỉ chuyển một phần rất nhỏ để làm hình ảnh nhằm tiếp tục kêu gọi từ thiện. Cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Một nội dung đáng chú ý được cơ quan này đưa ra chính là trong đợt dịch COVID-19 thứ tư, hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen càng trở nên phức tạp hơn, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Theo đó, các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng và có hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến tín dụng đen ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp. Nhiều băng nhóm đường dây đã tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để thực hiện các hành vi phạm tội như lập website, các trang mạng xã hội và app ứng dụng trên điện thoại di động để tiếp cận khách hàng cho vay thông qua các ứng dụng cho vay tiền trực tuyến. Đáng quan ngại là nhiều đối tượng người nước ngoài chọn thành phố Hồ Chí Minh hoạt động, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê từ ngày 15 tháng 4 2020 đến ngày 14 tháng 4 2021, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 580 lượt các đối tượng tạt chất bẩn vào nhà của người dân để đòi nợ. 95 vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen như là cho vay đáy nặng trong giao dịch dân sự, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Thưa quý vị, giới chức Mexico mới đây cho biết hàng chục người di cư phần lớn là người Haiti và Cuba đã bị một nhóm đối tượng vũ trang bắt cóc tại một khách sạn ở miền trung nước này. Theo văn phòng công tố bang San Luis Potosí, Mexico, các tay súng vũ trang đã xông vào khách sạn Soluna ở thành phố Matachula thuộc bang này và sau đó bắt cóc nhiều người, trong đó gồm 16 người Mexico và khoảng hơn 20 người di cư, hầu hết là người Haiti và Cuba. Có thông tin cho rằng trong số này còn có một số người Venezuela, ba trẻ em vị thành niên và một phụ nữ mang thai. Tổng chưởng lý khu vực cho biết những người Mexico được thả trước đó, nhưng lực lượng an ninh địa phương phải triển khai chiến dịch giải cứu các công dân nước ngoài ở một số khu vực hẻo lánh trong khu vực. Sau khi được cứu thoát khỏi các đối tượng vũ trang, nhóm người này được chuyển đến thành phố San Luis Potosí để nhận sự chăm sóc y tế. Thông tin chi tiết về cuộc giải cứu và số người bị thương không được tiết lộ cụ thể. Suốt thời gian qua, Mexico phải chứng kiến hàng ngàn người di cư bất hợp pháp đổ về khu vực phía Bắc, nơi có đường biên giới giáp với Mỹ. Trên quãng đường di chuyển này, những người di cư, phần lớn thuộc các nước Trung Mỹ, thường xuyên đối mặt với nhiều rủi ro từ các băng nhóm tội phạm. Thế nhưng họ vẫn bất chấp nguy hiểm với hy vọng tìm kiếm được cuộc sống tốt đẹp ở Mỹ. Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm 14 tháng 9 đã sa thải Tổng Công tố viên thủ đô Port-au-Prince, ông Bedford Clouder, vì lỗi quản lý nghiêm trọng nhưng lại không đưa ra thông tin chi tiết. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Clouder yêu cầu tòa án điều tra việc Thủ tướng Ariel Henry có thể là nghi phạm tham gia vào vụ sát hại Tổng thống Jovenel Moïse vào tháng 7. Bên cạnh đó, thì Tổng Công tố viên còn đề nghị cơ quan hành chính Haiti cấm Thủ tướng rời khỏi đất nước. Ông Henry, một bác sĩ giải phẫu thần kinh theo trường phái ôn hòa, được cố Tổng thống Moïse bổ nhiệm làm thủ tướng chỉ vài ngày trước khi vụ ám sát xảy ra. Hiện vẫn chưa rõ liệu đơn yêu cầu của Tổng công tố viên Clouder có đủ hợp lệ và được tòa án Haiti chấp nhận hay không. Thưa quý vị, một người đàn ông Đức gốc Iran đã bị giới chức Đức bắt giữ với cáo buộc cung cấp thiết bị thí nghiệm trị giá 1,1 triệu euro cho một công ty có liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran. Trong một thông báo, công tố viên Liên bang Đức xác nhận đã bắt một người đàn ông Đức gốc Iran hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9 vì có liên quan đến việc vận chuyển thiết bị được sử dụng trong các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Nghi phạm được xác định là Anderson Shay. Theo cáo buộc, người này đã xuất khẩu thiết bị trị giá 1,1 triệu euro cho một cá nhân Iran có công ty nằm trong danh sách đen của EU. Được biết, công ty này được sử dụng làm bình phong để mua sắm thiết bị làm dầu nhiên liệu hạt nhân của Tehran. Trước đó, lực lượng an ninh địa phương đã tiến hành khám xét văn phòng và nơi ở của nghi phạm, tổng cộng là 11 địa điểm riêng biệt trên khắp 3 bang của nước Đức. Vụ việc này đã tiếp tục làm dấy lên những nghi ngờ của phương Tây về hoạt động hạt nhân của Iran. Đã từ lâu, một số cường quốc phương Tây cáo buộc Tehran đã vi phạm kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015, gọi tắt là JCPOA, khi tiến hành làm giàu uranium cấp độ vũ khí.
Theo thỏa thuận JCPOA, Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Thế nhưng thỏa thuận dường như bị phá bỏ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi JCPOA vào năm 2018. Đáp lại động thái từ Mỹ, Iran cho biết họ sẽ thúc đẩy việc làm nhiên liệu uranium. Đến nay, các vòng đàm phán ở Viên Áo như một nỗ lực nhằm khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân vẫn chưa có kết quả. Các nhà chức trách Somalia vừa xác nhận 9 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom ở Mogadishu, thủ đô nước này. Hầu hết thì các nạn nhân thuộc lực lượng an ninh chính phủ. Theo truyền thông địa phương, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở khu vực gần một chốt kiểm soát của cảnh sát thủ đô Mogadishu, Somalia vào hôm 14 tháng 9 vừa qua. Vụ việc khiến ít nhất 9 người chết, bao gồm 6 thành viên thuộc quân đội quốc gia Somalia và 3 dân thường. Trong khi đó, nhiều người khác cũng bị thương. Những con số này sẽ còn có thể tiếp tục tăng lên do vụ nổ rất lớn. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Nguồn tin cảnh sát cho biết một đối tượng đã mặc áo cài bom và tự phát nổ tại một quán trà ở Mogadishu. Theo nhân chứng, những chùm khói đen đã bốc lên ở địa điểm nằm giữa doanh trại quân đội Highland và Học viện quân sự Digabadan ở quận Wadajid. Cùng ngày, nhóm Hồi giáo Al-Sabah có quan hệ với tổ chức Al-Qaeda để lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên. Lực lượng cực đoan này đã bị Liên minh châu Phi đánh đuổi khỏi thủ đô Somalia vào năm 2011. Thế nhưng Al-Sabah vẫn chiếm giữ một số vùng nông thôn và thường xuyên triển khai nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu chính phủ và dân sự tại Mogadishu cũng như nhiều địa phương khác. Cảnh sát Israel mới đây cho biết đã bắt giữ và đang tiến hành thẩm vấn một nghi phạm có liên quan đến vụ bắt cóc một bé trai 6 tuổi người Ý. Cậu bé này là người sống sót duy nhất sau thảm họa rơi cáp tại Ý hồi tháng 5 và hiện đang là tâm điểm của cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi dưỡng. Sau khi cha mẹ và em trai thiệt mạng trong vụ tai nạn cáp treo, cậu bé Ethan Biran, 11 tuổi đã được chuyển đến sống với người dì của mình, cô Ari Biran ở miền Bắc nước Ý. Theo lời cô Aya Biran, ông ngoại của Ethan, Simi Pellet đã đón cậu bé để tham gia một chuyến du lịch gia đình. Thế nhưng họ lại không bao giờ trở lại. Truyền thông Ý cho biết người đàn ông này đã lái xe qua biên giới để đến Thụy Sĩ và sau đó bay đến Tel Aviv, Israel bằng chiếc máy bay riêng. Trong một tuyên bố, cảnh sát Israel cho biết đã tiến hành bắt giữ và thẩm vấn một người đàn ông 58 tuổi vì tình nghi có liên quan. Tuy nhiên, giới chức Israel không công bố cụ thể danh tính nghi phạm. Hiện người này đã được thả tự do nhưng phải tuân thủ theo một số hạn chế nhất định. Theo nguồn tin, người thân cận của cậu bé Ý đã đệ đơn lên tòa án Tel Aviv yêu cầu đưa cậu bé trở về với gia đình. Luật sư người Israel của họ, ông Sumer Moran, tiết lộ rằng một phiên xét xử sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 và thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết trong 6 tuần. Trong khi đó, các luật sư của ông Pellet đã thừa nhận thân chủ của mình đã đưa Ethan đến Israel. Họ nói rằng đây là hành động bốc đồng xuất phát từ việc ông Pellet bị từ chối đơn xin giám hộ cậu bé. Hiện các công tố viên ở thành phố Pavia, miền Bắc nước Ý cũng đã mở cuộc điều tra về vụ việc này. Thưa quý vị, tiếp tục bản tin là các tin tức liên quan đến Afghanistan, một quốc gia hiện đang được cộng đồng quốc tế quan tâm sau lời khẳng định từ một quan chức Liên Hiệp Quốc nói Taliban thất hứa liên tục vi phạm nhân quyền. Thì mới đây, có thông tin cho rằng 20 dân thường ở Panjshir đã bị Taliban sát hại. Theo BBC, một đoạn video đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc quân phục bị các tay súng Taliban vây quanh trên một con đường ở tỉnh Panjshir. Nhân chứng cho biết, mặc dù nhiều người đi đường đã cố gắng thuyết phục rằng người này chỉ là dân thường, nhưng Taliban vẫn nổ súng. Giữa âm thanh của tiếng súng, người đàn ông đã ngã gục xuống đất. BBC cho biết cũng nhận được khoảng 20 trường hợp tương tự kể từ khi Taliban giành được quyền kiểm soát tại khu vực này. Trước đó, hôm 13 tháng 9, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Michelle Bachelet đã lên tiếng nói rằng Taliban phá vỡ lời hứa khi nhiều người từng làm việc cho các tổ chức nước ngoài và chính quyền cũ bị khám xét nhà. Một số nhân viên của Liên Hợp Quốc cũng bị tấn công và đe dọa. Hồi tháng 8, Tổ chức An xá Quốc tế cho biết Taliban đã sát hại 9 người thuộc bộ tộc Hazara ở tỉnh Ghani vì để trả thù. Trong số này, 3 người bị tra tấn đến chết. Giới chức Indonesia vừa xác nhận một chiếc máy bay chở hàng với 3 người trên khoang đã bị rơi ở tỉnh Papua, miền đông Indonesia vào chiều hôm qua 15 tháng 9. Hiện lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường để triển khai các công tác cứu hộ cứu nạn. Theo truyền thông địa phương, chiếc máy bay Twin Otter 300 mang số hiệu BKOTW của hãng Rimbun Air Cargo bị mất liên lạc khi đang bay qua huyện Intan Jaya, tỉnh Papua, Indonesia vào sáng ngày 15 tháng 9. Chiều cùng ngày, người phát ngôn của Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia, ông Yusuf Lathi cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay tại khu vực miền núi Gubu.
Ngay sau đó, một nhóm cứu hộ đã được cử đến ngay hiện trường. Theo ông Lati, phương tiện gặp nạn trên chở hàng hóa thiết yếu và vật liệu xây dựng. Khi vụ việc xảy ra, có 3 người trên khoang gồm phi công chính, phi công phụ và kỹ thuật viên. Hàng chục phụ nữ Afghanistan đã tập trung ở Đại sứ quán Afghanistan ở Dushanbe, Pakistan hôm 14 tháng 9 để thể hiện thái độ bất bình với Taliban và đồng minh Pakistan trước những gì đang diễn ra tại quê nhà. Video được hãng tin Reuters đăng tải cho thấy, những người tham gia cuộc biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu như Pakistan hãy ra khỏi Afghanistan, hãy ngừng giết người Afghanistan, chúng tôi ủng hộ Ahmad Massoud và cuộc kháng chiến muôn năm. Phát biểu trước truyền thông thì họ nói rằng họ lo lắng về tương lai của đất nước, đồng thời lên án sự can dự quá mức của Pakistan đối với các vấn đề nội bộ của Afghanistan. Có thông tin cho rằng Pakistan, một nước có quan hệ sâu sắc với Taliban, đã hỗ trợ nhóm này trong cuộc chiến với chính phủ do Mỹ hậu thuẫn ở Kabul trong suốt 20 năm qua. Pakistan cùng với Qatar là hai quốc gia được xem có tầm ảnh hưởng lớn nhất với Taliban. Pakistan cũng là địa điểm mà nhiều thủ lĩnh cấp cao của Taliban lựa chọn làm nơi ẩn náu sau cuộc chiến mà Mỹ phát động tại Afghanistan vào năm 2001. 9 trong số 12 nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông đã bị kết án từ 6 đến 10 tháng tù giam hôm 15 tháng 9 vừa qua vì tội danh tụ tập trái phép trong lễ tưởng niệm Thiên An Môn vào năm ngoái. Bất chấp các lệnh cấm tụ tập vì dịch COVID-19 từ chính quyền Hồng Kông vào năm 2020, hàng ngàn người đã tổ chức thắp nến khắp thành phố nhân lễ tưởng niệm hàng năm cho các nạn nhân của cuộc đàn áp Thiên An Môn năm 1989. Như một biện pháp mạnh tay nhằm áp chế những người có tư tưởng đối lập, thì mới đây Tòa án Hồng Kông đã tuyên 6 đến 10 tháng tù giam đối với 9 nhà hoạt động tham gia sự kiện trên. Trong khi đó, 3 người khác nhận án treo. Phát biểu với truyền thông, thẩm phán Amanda Wilcox nhấn mạnh, các bị cáo đã phớt lờ và coi thường các nguy cơ có thể gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng thực sự. Trước đó, ngày 9 tháng 9, cảnh sát Hồng Kông đã truy tố tội kích động lật đổ đối với 3 nhà lãnh đạo của Hiệp hội chuyên tổ chức sự kiện tưởng nhớ nạn nhân cuộc đàn áp Thiên An Môn, gồm Chủ tịch Hiệp hội Lee Cheol-yong, hai Phó Chủ tịch Abed Ho và Châu Hàng Thung. Ông Lee và ông Alberto đều là những nhà ủng hộ dân chủ lâu năm và hiện đang bị giam trong tù, còn Phó Chủ tịch Châu mới bị cơ quan chức năng địa phương bắt giữ hôm 8 tháng 9. Thưa quý vị, kết thúc bản tin 24 giờ hôm nay là tin tức liên quan đến vụ kiện quấy rối phụ nữ từng gây chấn động ở Trung Quốc vào năm 2018. Thì mới đây, những phiên tòa xét xử vụ án này tiếp tục được diễn ra. Theo truyền thông địa phương, một trong những vụ kiện nổi bật của phong trào MeToo ở Trung Quốc đã tổ chức một phiên điều trần kín thứ hai ở Bắc Kinh hôm 14 tháng 9 vừa qua. Nạn nhân vụ kiện là cô Sao Seo-sung, 27 tuổi, người đã lên tiếng tố cáo nam dẫn chương trình nổi tiếng Jujun có hành vi quấy rối cô. Phát biểu trước truyền thông, cô Su bày tỏ, không quan trọng rằng cuộc hành trình này dễ dàng hay khó khăn, tôi rất vinh dự vì các bạn đã ở đây với tôi. Vào tháng 7 năm 2018, mạng xã hội Trung Quốc chấn động khi cô Sao Seo-sun đăng bài tố cáo người dẫn chương trình nổi tiếng Jujun đã sờ soạng và cưỡng hôn cô vào năm 2014, khi cô còn là thực tập sinh tại đài truyền hình quốc gia CCTV. Sau đó, nạn nhân đã đâm đơn kiện lên tòa án, yêu cầu bồi thường 7.600 đô la cùng với một lời xin lỗi công khai từ phía nam MC. Thế nhưng, ông Su đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, đồng thời kiện ngược cô Su vì tội phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FPNC.